tôi em xin chào đến tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em tiếp tục có mặt tại cửa hàng ô tô của anh Phong nha anh chị các bạn. Và hôm nay sẽ đặc biệt sẽ cập nhật cho anh chị các bạn mình ô tô nha anh chị. Và hôm nay mình đồng hành với anh chủ. Chào anh. Xin chào tất cả anh em nha. Thì cái môn ô tô này thì mình cũng mới bắt đầu kinh doanh thôi. Đấy. Xe bữa nay về thì cũng chỉ có 3 cái đầu tiên thôi. Dạ. Đây là mong có là anh em ủng hộ nha. Có Kia với lại là Hyundai với lại là Toyota nha anh chị các bạn. Đúng rồi. Có 3 con 3 mẫu. Đó. Đấy. Chủ yếu giờ đang bán để học hỏi kinh nghiệm là chính nên là cái lợi nhuận mình không để cao lắm. Bán lấy kinh nghiệm thôi. Và dạ, tất cả đều lựa chọn những cái con xe ok nhất cho anh em nha. Anh chị đó, mình có quan tâm thì mình có thể cho em một like hay cũng như là mình đăng ký kênh theo dõi anh chị. Em sẽ liên tục cập nhật cho anh chị mình xe mới về nè. Chiếc này là 20 mấy anh? Con này thì nó là thằng Sorento. Con này là 2019 Cerato. Dạ. 2019 bản 2.0 là biển 61 luôn nè. Số tự động bản full, bản cao nhất của cái mẫu này. Về phần tổng quan bên ngoài là mình nhìn thấy là xe đẹp chất nha anh chị. Nếu mà về nước sơn thì rất ok. Cái xe thì nó đời 2019 ấy, thì nó sẽ không tránh được một vài chi tiết là có sơn dặm xung quanh anh em nhé. Dạ. Ở đây còn thì mình nhìn thấy lớp xe còn dày nè. Sẽ bao cho anh em được cái khoản là không cấn đụng. Đấy là một. Đấy, phần thứ hai nữa là về cái vấn đề ô đô nha. Yeah. Anh em nào mà theo dõi mình mô tô trong nhiều năm thì biết xe bên mình này chưa là tua đến cái phần ô đô. Cả xe máy luôn. Con này đi đúng 72.061 cây. Nó tóm lại là mấy cái phần này thì bao anh em check hãng thoải mái. Đấy, từ máy móc đổ đi là sẽ bao cho anh em check hãng hết. Cho nên mình xem nội thất bên trong. Rồi. Mở mấy cái phần kia lên. Nội thất thì cực kỳ sạch sẽ. Đấy, máy này đang nổ anh chị ơi, Imru luôn. Da hai màu nha anh chị, rất là sang trọng luôn. Máy móc là cực kỳ sạch sẽ. Cabo gà yếc là ok, hoàn lành hết. Với cái đời thấp này thì mình bảo luôn, chỉ có những cái phần cản trước cản sau này chẳng hạn này thì sẽ không tránh được một vài chi tiết là có bắn sơn dặm lại. Cái đấy là chắc chắn là sẽ có, còn ông nào ông bảo là xe 2019 đến giờ này mà chưa bắn tí sơn nào chắc là không có đâu, chỉ trừ xe đậu trong nhà thôi. Máy đang nổ nè anh chị ơi. Em thì thầm. Con này thì sẽ để cho anh em vào cái giá nó là 505 triệu. Đấy. Ở đây thì sẽ có bảo hành cho anh em là 6 tháng hoặc là 10.000 km nha. Dạ. Còn giấy tờ thì khỏi lo rồi, bao rút hồ sơ trọn vẹn cho đến khi anh em đăng ký xong. Đó. Lo tất cả vấn đề pháp lý về hồ sơ cho anh em đến khi đăng ký xong xuôi. Đấy, anh chị các bạn mình muốn xem chi tiết xe tham khảo thì có thể mình đến địa chỉ là 64 Nguyễn Tri Phương, Dĩ An, Bình Dương nha anh chị. Hoặc mình có thể liên hệ qua số trên màn hình ha. Dạ. Anh em thiện chí đến mua, mình sẽ có giảm thêm cho anh em nữa. Dạ. Bây giờ mình sẽ đi quay cái con thứ hai đi. Tắt máy đi anh. Tí nữa tắt máy anh gái nhé. Đây. Con này con Hyundai Elantra. Đó. Từ nước sơn đổ đi là cực kỳ ok. Con này thì nó là 2021, con đời cao. Màu trắng, cực kỳ sang thì là 84.000 rồi. Nó biển số gốc là biển số 92 của Quảng Nam và xe mình đang rút hồ sơ nhé. Xe mới về đang rút hồ sơ. Biển cái vùng nó cũng khá là xa, mình rút luôn. Bốn cái lớp là còn nguyên bản còn ok. Dày còn dày á. Đây, cho anh em mình xem phần nội thất nè. Copy tấp lô là còn rất là sạch luôn, cực kỳ sạch sẽ. Đi 84.661 cây. Cũng vẫn bao cho anh em chuẩn ô đô nha. Ở đây thì nói không với vấn đề là tua ô đô. Dạ. Bao anh em test hết.
Còn nếu mà mình đã xác định mà đã tua thì xe 2021 này thì tua xuống còn 4-50 chứ không ai để đến 84.000 anh em nhé. Bao anh em tất cả vấn đề về ô đô này, về máy móc này, nội thất thì rất là ok. Ghế da hai màu nha anh chị các bạn. Về cái dàn ngoài thì sạch sẽ. Nói chung là vẫn có một vài chi tiết chảy. Đây, mình thấy có chảy một vài chỗ ở dưới cảng nhỏ như thế này. Ở đây là chỉ quẹt thôi nè. Đúng rồi. Quẹt nhẹ. Xài ô tô vô mấy cái đường đường xài ô tô thì những cái phần như thế là chắc chắn là không tránh được. Dạ đúng rồi. Còn cái vấn đề mà cấn đụng như nắp capo móp méo hay là đuôi móp méo là chắc chắn là sẽ không có xảy ra. Đây để mình mở quay cho anh em luôn. Anh em mình giờ mấy cái đường này còn rất là liền anh chị các bạn. Đây. Nếu mà xe mà cấn nhẹ phần này nó sụp xuống nó làm lại nó vẫn hở to quá. Dạ đúng rồi. Rất là khít và liền luôn. Máy đang nổ nha nè. Con này là số sàn anh em nhé. Số sàn bản đủ khóa start top. Máy thì rất sạch sẽ. Nói chung là ở đây thì mình chỉ có rửa qua nước lạnh và bán cho anh em thôi. Đây, mình thấy có một phần là bắn lại sơn ở phần trên này. Ở phần này, mép này. Mép này là có bắn lại, nó còn dính tí sơn ở đây luôn. Không. Yeah. Nhưng mà cấn đụng mà móp méo là không có nhé. Với cái con này thì mình sẽ để cho anh em là 439 triệu. Giá thì vẫn có giảm thêm cho anh em. Chỉ do này cực kỳ là ok. Nguyên zin nha anh chị. Rồi. Cửa sau nè, cho anh em mình xem cái nội thất sao sao quá. Cửa ỉ tất cả 4 cánh đều nghiêm chỉnh, chưa mở. Đây. Cái nhà còn rất là mới luôn. Chỉ cốp sau cực kỳ ok. 439 triệu. Dạ. Bản này thì có camera lùi với lại là có đầy đủ hết. Cảm ứng nha. Đúng. Rồi anh em mình quay con thứ ba đi. Rồi tiếp theo nha anh em. Mới mua mấy ngày thì mới sắm được có 5 cái thôi và còn 2 cái đang trên đường về. Yeah. Mai về thêm một con Honda City với một con CX5. Con này thì nó thằng Toyota Corolla Cross. Nó là bản 1.8V. Biển 70. Con này thì dám khẳng định luôn là sơn zin 100%. Nó đời cao. Xe 2021 đăng ký năm 2022 và nó mới đi được có 40.000 cây chuẩn. Một chủ biển Tây Ninh. Một chủ biển Tây Ninh. Tổng quan bên ngoài cũng rất là mới và đẹp luôn nha anh chị. Xe chưa có bắn sơn rậm ở bất cứ điểm nào anh em nhé. Đấy, với cái con này ấy, thì hiện tại vẫn đang còn có bảo hành của chính hãng anh em ha. Yeah. Còn bảo hành đến 1 năm nữa. Đấy. Thì hiện tại nó đang bảo hành là 100.000 km hoặc là trong vòng 3 năm. Thì con này mới đi có 40.000. Và vẫn còn 1 năm nữa. Gần 1 năm bảo hành nữa. Đây, rồi, ghế da luôn nha anh chị. Chuẩn 40.934 cây. Con này có độ thêm dàn âm thanh và cái đèn gầm. Yeah. Âm thanh và đèn gầm với đằng sau độ thêm cái đấy, độ thêm cái gì nhỉ, đá chân mở cốp đấy. Đây. Có hỗ trợ màn hình rất là to ha, khá là to ạ. Camera 360 thì tùm lum đủ thứ hết đấy, đá cốp là mở cốp. Bộ này thì wow, nếu mà độ hình như nó cũng hết hơn 20 ấy. Qua cấp sau nè anh chị, rất là rộng. Ở phần này nó bị lỗi nhẹ một tí. Đây.
Cái này chắc cái này đụng lên trên quá. Cái này là đụng lên trên, gạt lên này nhiều khi mà ở tầm thấp quá gạt phát là đụng lên trên. Bị tí tẹo chỗ này. Đấy chắc là mình soi được duy nhất cái lỗi đó đó. Với cái con này thì mình sẽ để cho anh em ở mức giá là 775 củ. Và giá thì vẫn có giảm thêm cho anh em nhé. Nói chung là xe 40.000 cây đối với ô tô thì nó gọi xe lướt rồi. Đấy. Đấy, rồi, Toyota Cross nha anh chị. Không quên để, mở cái nắp capo quay máy cho anh em. Anh chị các bạn mình có quan tâm máy mẫu thì mình có thể liên hệ qua số trên màn hình nha. Anh em cứ alo hoặc là nhắn tin qua, mình sẽ gửi thêm cái thông tin cho anh em xem nó kỹ càng hơn. Để máy móc. Wow, một máy rất là sạch luôn anh chị ơi. 40.000 cây. Rất là mới luôn. Mới luôn. Vòng chỉ là tất cả ok hết. Cái capo này anh chị. Cửa ỉ là ok toàn bộ anh em nhé. Nói chung là đã là ô tô này thì mình bao anh em trách hãng hết. Con này thì giá là 775 và giá thì vẫn còn giảm thêm. Rồi, chắc có lẽ là video mình cũng giới thiệu đến đây thôi. Anh em có quan tâm thì cứ alo trực tiếp cho mình nha. Rồi, xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em vào video sau. Ok. Dạ, yeah, đấy. Đó là hôm nay là mới về được 3 chiếc hiện tại cửa hàng nha anh chị, và trên đường về 2 chiếc nữa. Thì anh chị các bạn mình có quan tâm cái phân khúc nào hoặc là cái dòng nào thì mình liên hệ ha. Rồi chắc có lẽ là em xin tạm dừng video tại đây nha. Và cảm ơn anh chị các bạn mình đã theo dõi hết video, và hẹn gặp anh chị các bạn mình ở video tiếp theo.